Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Xin chúc quý vị và các bạn có những giờ phút trải nghiệm thật thú vị và thoải mái cùng với chúng tôi nhé. Và đừng quên bấm nút đăng ký cũng như là chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất từ kênh Khám Phá Bí Ẩn. Và bây giờ sẽ là những bí ẩn cần được khám phá tiếp theo. Tứ đại kỳ án vẫn chưa có lời giải của Hồng Kông. Mặc dù được biết đến là một nơi khá an toàn, nhưng Hồng Kông, Trung Quốc vẫn không thiếu những vụ án bí ẩn khiến các nhà chức trách phải đau đầu. Điển hình là Tứ Đại Kỳ Án, được cho là hóc búa nhất diễn ra ở đặc khu này mà đến nay vẫn chưa tìm được lời giải. 1. Thi thể trong thùng cát tông ở Happy Valley, 1975. Năm 1975, thi thể một nữ sinh 16 tuổi tên Biện Ngọc Anh được tìm thấy trong một thùng cát tông ở khu dân cư Happy Valley, với các vùng nhạy cảm bị hủy hoại nhưng không có dấu hiệu của việc xâm hại tình dục. Cảnh sát đã bắt giữ Âu Dương Bính Cường, 28 tuổi, một người đàn ông đã có vợ và một con. Âu Dương Bính Cường làm việc tại một cửa hàng kem mà nạn nhân và bạn bè thỉnh thoảng ghé đến. Đây là trường hợp đầu tiên trong lịch sử pháp luật Hồng Kông, một nghi phạm bị kết án dựa trên bằng chứng pháp y. Công tố viên chỉ đưa ra cáo buộc dựa vào bằng chứng thu được, không có nhân chứng hay lời thú tội nào. Phía cảnh sát cho biết đã tìm thấy những sợi vải trên móng tay của nạn nhân trùng khớp với vải trên quần áo của Âu Dương Bính Cường. Anh ta bị kết tội giết người và lệnh án tử hình và sau đó giảm xuống án tù chung thân. Nhưng cho đến tận hiện tại, Âu Dương Bính Cường và gia đình vẫn khẳng định bản thân vô tội. Suốt nhiều năm qua, vẫn còn rất nhiều những lời bàn tán xôn xao về kết luận không mang tính thuyết phục và còn nhiều khúc mắc trong vụ án này. Nhiều người hoài nghi và chỉ ra rằng nghi phạm vẫn thiếu động cơ gây án. Ngoài ra, dấu vân tay tìm thấy trên thùng cát tông cũng không khớp với dấu vân tay của Âu Dương Bính Cường và chỉ có 7 trên tổng số 269 sợi vải trên cơ thể nạn nhân trùng khớp với vải trên quần áo của người đàn ông này. Có ý kiến cho rằng các nhà chức trách đang chịu áp lực phải khép lại vụ án nhanh chóng vì đây là một vụ án mang tính bước ngoặt liên quan đến việc sử dụng bằng chứng khoa học trong điều tra. Luật sư bào chữa Hồ Hồng Liệt, người sáng lập kiêm hiệu trưởng Đại học Suyen Hồng Kông cho biết, ông tin rằng Âu Dương Bính Cường vô tội. Luật sư Ronnie Tong, thành viên Hội đồng lập pháp Hồng Kông, cũng là người đã giúp Âu Dương Bính Cường kháng án nhưng không thành công, nói với giới truyền thông rằng ông cảm thấy rất buồn khi thấy thân chủ của mình vừa khóc khẳng định rằng bản thân vô tội. Cũng kể từ đó, ông Ronnie Tong quyết định không nhận thêm vụ án hình sự nào nữa. Đến năm 2002, Âu Dương Bính Cường mới được trả tự do sau khi ngồi tù 28 năm ở nhà tù Stanley. Nhưng đối với bản thân ông và những người tin rằng Âu Dương Bính Cường vô tội, kẻ giết người thật sự vẫn còn đang lẫn trốn ngoài vòng pháp luật. 2. Thi thể trong bồn hoa ở Causeway Bay, 1984. Ngày 31 tháng 3 năm 1984, cảnh sát nhận được khiếu nại về việc có mùi hôi thối kỳ lạ và máu chảy vào luống hoa của một nhà trong khu chung cư ở Vịnh Đồng La, Causeway Bay, Hồng Kông. Khi đến nơi, họ mất 3 giờ mới phá được bịt kín bằng xi măng của một căn hộ thuộc khu chung cư và phát hiện có 2 thi thể đang phân hủy nặng. Các thi thể được tìm thấy được quấn trong một tấm vải dính máu, xếp chồng lên nhau, tay bị trói sau lưng bằng dây xích, có vải buộc quanh đầu và đôi chân trần. Nạn nhân được xác định là George Chi-sun-sen, 27 tuổi, và anh trai là Steven Chi-sun-hwat, 32 tuổi. Họ là người thừa kế của một gia đình buôn bán kim hoàn giàu có ở Singapore. Hai anh em được cho là có liên quan đến vụ tranh chấp tiền bạc với một nhóm người Indonesia, sau đó chuyển đến Hồng Kông sống cuộc đời mới. Theo báo cáo, hai nạn nhân đã bị bắt cóc và giam giữ vào ngày 2 tháng 3. Đến giữa tháng 3, những kẻ bắt cóc đã gửi một đoạn băng ghi âm cùng hình ảnh cánh tay bị chặt đứt đến gia đình và đòi khoản tiền chuộc lên đến vài triệu đô la Singapore. Tuy nhiên, khám nghiệm tử thi cho thấy thi thể vẫn còn nguyên vẹn, chứng tỏ hình ảnh cánh tay bị cắt đứt được gửi đến cho nạn nhân là lừa đảo. Mặc dù nhà họ Chi đã trả khoảng 1 triệu đô la Singapore, tương đương hơn 18 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại, nhưng không rõ tại sao hai anh em vẫn bị sát hại. Trải qua gần 4 thập kỷ, vụ việc cho đến nay vẫn chưa có câu trả lời. 3. Thi thể phụ nữ khỏa thân ở Tim Sa Chủy, 1975. Năm 1975, vụ án một phụ nữ mới cưới bị sát hại với thi thể khỏa thân được phát hiện tại khu chung cư Windsor Mansion ở Tim Sa Chủy gây chấn động toàn Hồng Kông.
Nạn nhân được xác định là Tam, 25 tuổi, sau khi nghỉ việc tại một công ty may mặc ở Sanborn vào ngày 5 tháng 6 năm 1975, thì chồng cô báo tin vợ mình đã mất tích. Thời điểm đó, họ cũng mới kết hôn được 2 tháng. Khoảng 9 giờ sáng ngày 6 tháng 6, thi thể nạn nhân được phát hiện trên gác mái của một căn hộ tại Tim Sai Chủy, ngay gần nhà cô, trong tình trạng khỏa thân, tay chân bị trói và miệng bị bịt kín. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, có những vết thương trên ngực và thân dưới nhưng không có dấu hiệu tấn công tình dục. Căn cứ vào tính chất của hành vi gây án, cảnh sát nghi ngờ động cơ liên quan đến nhục dục hoặc trả thù và đã điều tra hai bạn trai cũ của nạn nhân, một người đã di cư sang Mỹ và một người khác là thợ làm ngọc. Tuy nhiên, sau đó vụ việc vẫn không có gì tiến triển. Sau cuộc điều tra kéo dài 10 tháng, cảnh sát đã treo thưởng 10.000 đô la Hồng Kông cho ai cung cấp thông tin về nghi phạm, nhưng đến nay kẻ giết người vẫn chưa được tìm thấy. 4. Vụ sát hại người quản lý câu lạc bộ du thuyền 2002. Vào ngày 17 tháng 12 năm 2002, thi thể của Judy Nipomolin, 41 tuổi, quản lý câu lạc bộ du thuyền Hoàng gia Hồng Kông, được tìm thấy trong vũng máu và được che đậy bởi những túi sát màu đen của văn phòng câu lạc bộ Vịnh Đồng La. Cảnh sát cho biết, hai bên đầu của nạn nhân có vết thương gây ra do một vật cùn và nguyên nhân cái chết được xác định là do vết đâm ở cổ. Tại hiện trường có dấu hiệu giằng co và những vật dụng có giá trị của nạn nhân như túi xách, một chiếc nhẫn bạch kim, đồng hồ đeo tay, ví, chứng minh thư, ba thẻ ngân hàng cùng áo khoác ngoài màu xám đã bị mất. Nạn nhân là mẹ của hai cậu con trai song sinh 9 tuổi tại thời điểm xảy ra sự việc. Theo chủ câu lạc bộ, người phụ nữ này đã làm việc cho câu lạc bộ khoảng 20 năm và chịu trách nhiệm chủ trì các cuộc thi đấu và sắp xếp chỗ neo đậu du thuyền. Cô được nhìn thấy lần cuối bên ngoài khu hành chính của câu lạc bộ lúc 18 giờ 45 phút ngày 16 tháng 12 và thời gian tử vong ước tính là khoảng 22 giờ cùng đêm hôm đó. Khoảng 40 sĩ quan và hai con chó săn đã khám xét câu lạc bộ nhưng không tìm thấy hung khí gây án hay bất cứ thứ gì liên quan. Và cũng như những vụ án nói trên, án mạng ở câu lạc bộ du thuyền này đến nay vẫn chưa tìm được lời giải.